Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Hoa Phong Lan. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2018. Cũng như mọi phiên, ngày mới thì cho phép em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người có một buổi sáng an lành, một ngày làm việc mới thật là hiệu quả, gặp nhiều may mắn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung, em sống và làm việc tại Cao Bằng. Em chuyên cung cấp tất cả các loại giống hoa phong lan rừng ạ. Và phiên hôm nay thì em về rất là nhiều loại hoa phong lan. Và mọi người hãy xem hết video clip của gia đình chúng em và đặt cho mình những cái kg lan, những dề lan thật đẹp nhé. Đầu tiên em xin giới thiệu mọi người là cái hoàng thảo đùi gà. Lô hôm nay chúng em có một lô về rất là đẹp này. Giá em bán là 250.000 một kg. Đấy. Cô chú anh chị các bạn nào mua từ 3kg trở lên em bán 200.000 một cân ạ. Em cam kết hàng đẹp nhé. Hàng rất là tươi, mới luôn ạ. Hàng vừa về chúng em vừa khui hàng ra đây. Hoàng thảo đùi gà tròn nhé. Em sẽ quay luôn ở bên này. Có những cái loại mặt hàng thì em sẽ quay hết luôn. Bên này là hoàng thảo xoắn này. Em có 5 cân hoàng thảo xoắn. Bán giá 250.000 một cân ạ. Và lô hoàng thảo xoắn hôm nay thì không phải nghĩ luôn. Đẹp mê ly ạ. Ở đây em có thêm vài hình hoàng thảo phi điệp tím. Em bán giao lưu cùng mọi người nhé. Em xin giới thiệu từng dề luôn. Dề này hai thân này em bán 800k này. Phi điệp này là phi điệp bóc cây nhé. Phi điệp bóc trên cây nhé. Hai mầm 800k và mầm đã dài được độ 30 phân rồi. Hai mầm rất đẹp ạ. Hình 1 800k. Hình 2 1 triệu cũng có hai thân. Nhưng thân già có hai thân già này. Hai thân như hai thân này dài hơn, to đẹp hơn. Và phi điệp này là phi điệp lá mít nhé. Do không chăm sóc được những cái bản lá của nó hơn như thế này được ạ. Hình 2 1 triệu ạ. Hình 3 1 triệu 2 đấy ạ. Cũng có hai thân. Và dề này một dề rất là đẹp ạ. 1 triệu 200.000 nhé. Một dề cực đẹp ạ. Hình 4 1 triệu rưỡi. Có hai thân mà mọi người xem thân tơ rất là đẹp ạ. Thân tơ cực đẹp luôn nhé. Hình số 4 1 triệu rưỡi ạ. Hai thân cực đẹp. Hình 5 một khóm có 5 thân nhé. Em bán 3 triệu ạ. Một khóm con này thôi nhưng có tận 5 thân ạ. Đây, rất đẹp ạ. Giá 3 triệu nhé. Hình 6 2 triệu rưỡi. Có 2 thân to và 1 thân bé. Và rất là nhiều thân già. Đây, một khóm này cực đẹp luôn. Và lô phi điệp của gia đình chúng em hôm nay cực đẹp ạ. 2 triệu rưỡi. Hình số 6. Em có 6 hình thôi ạ. Em giới thiệu tiếp bên này. Hoàng thảo kiều vàng đấy nhá. Giá 200.000 một kg. Cam kết hàng đẹp nhất, lô hôm nay cực đẹp ạ. Đây mọi người có thể xem. Lô hôm nay cực đẹp luôn. Hoàng thảo kiều vàng nhá. Ui. 200.000 một kg ạ. Mọi người mua từ 5kg trở lên chúng em bán 160.000 một cân ạ. Hoàng thảo hạc vĩ bắc. ₩300.000 một kg ạ. Cực đẹp ạ. Hoàng thảo ý ngọc. ₩250.000 một kg. Mọi người mua từ 5kg trở lên em bán 200.000 một cân ạ. Lô hoàng thảo ý ngọc hôm nay cực đẹp luôn nhé. Em sẽ quay cho mọi người xem cả lô ạ. Hoàng thảo ý ngọc cực đẹp ạ. Hạc vĩ nhé. Đấy, dưới là ý ngọc ạ. Trên là hạc vĩ ạ. Hàng cực đẹp ạ. Tiếp theo hoàng thảo vầy rồng. ₩150k một kg nhé, hoàng thảo vầy rồng ạ.
Hoàng thảo kim thoa 150.000 một cân ạ. Giáng hương tam bảo sắc 300.000 một kg. Mọi người mua từ 3kg trở lên chúng em bán 250.000 một cân ạ. Giáng hương tam bảo sắc ạ. Mua từ 3kg trở lên chúng em bán 250.000 nhé. Và lô hôm nay chúng em có rất ít ạ. Khoảng chỗ này có khoảng 7 cân ạ. Hoàng thảo kiều tua em bán 250.000 một kg. Mọi người mua từ 3kg trở lên em bán 230.000 một kia. Hoàng thảo kiều tua nhé. Hoàng thảo kiều vuông giá 250k một kg. Mua từ 3kg trở lên là 230.000 một cân. Mọi người xem nhé, hàng rất đẹp nhé. Giáng hương đuôi trồn 250k một kg ạ. Mua từ 3kg trở lên em bán 230.000 một cân. Hôm nay em đã có sự biến động, dao động về giá cả nhé. Nên là mọi người xem kỹ và đặt hàng cho gia đình chúng em nhé. Hôm nay em có một ít mặt hàng mới là cái hoàng thảo kiều mỡ gà. Hoàng thảo kiều mỡ gà em bán lẻ là 250.000 một cân. Kiều mỡ gà là hoa vàng tuyền nhé. Một màu vàng luôn đi ạ. Kiều mỡ gà 250.000 một kg nhé. Bên này vẫn là kiều vàng nhé. Kiều vàng hôm nay em có 2 lô, một lô xếp ở ngoài, một lô xếp ở trong và em sẽ quay cả 2 lô. Kiều vàng em bán giá là 200.000 một kg. Mua từ 5kg trở lên em bán là 160.000. Mua 3kg trở lên em bán 180.000. Từ 3, mua 3kg thì em bán 180.000 một cân nhé. Hoàng thảo ngọc thạch 3 màu em bán 200.000 một kg. Cô chú anh chị các bạn mà mua từ 3kg trở lên em bán 180.000. Đây, em có 2 lô vừa về. Một lô thì em kịp cởi dây ra và lô này thì em chưa này. Mua 1 cân lẻ là 200.000. Mua 3kg là 180.000. Một ít hoàng thảo phi điệp vàng em bán giá 150.000 một kg ạ. Hoàng thảo u lồi giá 450.000 một cân. Lô hôm nay em có 7kg thôi nhé. Và cam kết hàng rất là đẹp như nhé. Hoàng thảo u lồi ạ. Mọi người xem kỹ nhé. 450.000 một cân ạ. Loại này thì chúng em nhập đắt rồi nên là bán ra cũng giá cao hơn mọi loại mặt hàng lan khác ạ. Hoàng thảo kim điệp 200.000 một cân lẻ. Mọi người mua từ 3kg trở lên em bán là 180.000. Mua từ 5 cân trở lên em bán 160.000. Hoàng thảo kim điệp ạ, hàng rất đẹp nhé. Hoàng thảo môi tua. Cô chú anh chị các bạn mua 1 cân lẻ là 200.000. Mua từ 3kg trở lên 180.000. Mua từ 5 cân là giá 150.000 nhé. Mua từ 5 cân trở lên em bán giá 150.000 một kg. Hoàng thảo môi tua hàng rất đẹp ạ. Mặt hàng của dân chúng em hôm nay rất là đa dạng, phong phú. Và số lượng cũng đủ để bán xì lẻ cho tất cả cô chú anh chị các bạn. Nên là mọi người cứ yên tâm đặt hàng với gia đình chúng em nhé. Tiếp theo, Vanda hương chanh 100.000 một bó. Một bó được một dề rất là to. Và chỗ này chúng em có hôm nay có 7 bó đấy ạ. Vanda hương chanh nhé. Em bán xả hàng chỗ đùi gà này nhé. Còn khoảng hơn 3 cân.
Em bán chỗ này 400 nghìn nhé. Bán như này chúng em bán lỗ đấy. Em bán 400 nghìn chỗ này. Khoảng 3 cân đến 4 cân đấy. Trong này em có khoảng 3 cân hoàng thảo tam bảo sắc. Em bán 300 nghìn một cân ạ. Hoàng thảo tam bảo sắc nhé. Giá hương đuôi cáo loại bé em bán giá 100.000 một kg ạ. Giá hương đuôi cáo loại bé nhé, 100.000 một kg. Hàng rất đẹp nhé, bao đẹp cho mọi người nhé. Đấy, lô hoàng thảo tam bảo sắc hôm nay chúng em rất đẹp. Hình như lúc nãy chúng em quay một lần rồi. Bây giờ em xin quay lại. Giá 300.000 một kg ạ. Và cuối cùng em giới thiệu mọi người hôm nay có vài cái combo nhé. Em không biết là các bạn xếp thế nào nhưng mà hôm nay các bạn xếp rất là mát tay nhé. Các bạn xếp được 5 combo này. Em sẽ quay từng combo một cho mọi người xem nhé. Combo đầu tiên này, một ống như này, 500k. Thứ hai, 500k. Thứ ba, cũng 500k. Đây, thứ tư, cũng 500k. Cuối cùng đây cũng 500k. Và cái này em xếp thưa ra để em điểm danh nhé. 5 combo của chúng em. Chúng em sẽ điểm danh từng loại mặt hàng. Đầu tiên, vảy rồng. Thứ hai, đùi gà. Thứ ba, hoàng thảo xoắn. Thứ tư, bạch nhạn. Thứ năm, kiều vuông. À, em xin lỗi, kiều vàng. Thứ sáu, trồn. Thứ bảy, u lồi. Thứ tám, đuôi cáo. Có 8 loại ạ. Em bán 500k một combo. Và một combo này thì sẽ được tầm khoảng 1 đến 2 giò lan ạ. Và 8 combo này, 8 loại này thì sẽ tương đương được tầm khoảng 10 đến 15 giò lan nhé. Em bán 500.000 một combo. Đấy, em bán 500.000 một combo ạ. Đây, cũng thế ạ. Đấy. 500.000 một combo nhé. Và cái cuối cùng đây, đuôi cáo rất là to đây và có bị gãy mất một mầm hôm qua chúng em đang bán, hôm nay chúng em đang bán lại một lần nữa. Chúng em bán 1.200.000. Cô chú anh chị các bạn nào mà ưng lấy thực sự em bán 1 triệu. Giá cuối cùng đấy ạ. 1 giày ạ. Rất là to đẹp ạ. Đây. 1 giày. Vừa rồi thì em vừa mới ghi hình xong toàn bộ tất cả các loại hoa phong lan của shop chúng em hôm nay có. Chúng em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video clip của chúng em. Chúng em xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn trong những video clip bán hàng tiếp theo nhé. Mọi người đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video cho gia đình chúng em nhé.